Chào mừng các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ vào bếp thực hiện món măng tươi xào lòng gà. Vào mùa măng, các món ăn được chế biến từ măng tươi luôn hấp dẫn và kích thích vị giác cho các bữa cơm của gia đình. Và món măng tươi xào lòng gà luôn hấp dẫn và ngon miệng. Và bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện nhé. Nguyên liệu để thực hiện món măng tươi xào lòng gà ở đây thì mình có chuẩn bị cho 3 khẩu phần ăn. Ở đây thì mình có sử dụng 500g lòng gà. Đối với lòng gà sau khi mua về thì sẽ làm sạch, sau đó thì rửa lại với nước muối và giấm ăn để khử độ tanh và nhớt. Đối với phần gan thì các bạn sẽ bóp nhẹ nhàng để tránh bị dập nát, sau đó thì rửa lại cho sạch và để thật ráo nước. 400g măng tươi. Các bạn có thể mua hoặc là tự luộc tại nhà. Nếu mua ở ngoài thì các bạn nên luộc lại để đảm bảo vệ sinh. 2 củ hành tím thái lát, 2 tép giả đập dập, 2 quả ớt cay, 3-5 cái lá chanh để tạo nên hương vị đặc trưng. Bên cạnh đó thì các bạn có thể chuẩn bị thêm hành lá và ngò gai. Gia vị thông thường, muối, hạt nêm, bột ngọt, tiêu và dầu hào. Đặc biệt đối với món ăn này thì các bạn sẽ dùng mỡ nước để thực hiện thì món ăn sẽ được ngon hơn. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít nước vào nồi và bắc lên bếp để nấu. Sẽ cho phần giã đập dập vào để trần sơ qua lòng gà. Khi phần nước giã đã sôi thì các bạn sẽ để cho sôi từ 1 tới 2 phút để cho tinh dầu giã sẽ được ra thì phần lòng gà sẽ được thơm. Phần nước giã đã sôi được 2 phút sẽ cho lòng gà vào. Với bước thực hiện này sẽ giúp khử độ tanh, lòng gà dễ thái và khi xào sẽ nhanh chín. Lòng gà đã săn lại, bây giờ sẽ tắt bếp, mang đi rửa lại với nước lạnh cho sạch và thái nhỏ thành những miếng vừa ăn. Tiếp theo, sau khi lòng gà đã được thái thành những miếng vừa ăn, sẽ cho vào một cái tô. Và sẽ nêm vào đây là một ít gia vị để ướp. Và mình sẽ nêm vào đây là một chút tiêu, một chút bột ngọt, một chút hạt nêm, một thìa canh dầu hào. Sẽ trộn đều và ướp trong thời gian là 15 phút cho thấm vị. Đối với măng tùy theo măng cũ hoặc là măng ngọn thì các bạn có thể tước hoặc là thái nhỏ. Măng đã được tước xong, bây giờ sẽ mang đi rửa lại và để thật ráo nước. Bây giờ thì lòng gà đã ướp đủ thời gian, sẽ bắc chảo lên bếp và cho phần mỡ nước vào để phi thơm hành. Đối với món ăn này, khi sử dụng bằng mỡ nước thì món ăn sẽ được ngon, mềm và thơm. Hành đã được phi thơm sẽ cho lòng gà vào và sẽ xào trên lửa nhỏ vừa để được chín kỹ và đều, lòng gà sẽ không bị khô. Thank you.
Lòng gà đã chín vừa ăn sẽ cho mang vào. Sẽ trộn đều và xào thêm từ 5 tới 7 phút cho thấm vị. Và bây giờ sẽ nêm phần gia vị còn lại và điều chỉnh làm sao cho phù hợp. Lòng gà và măng đã được xào đồng nhất và vừa vị. Bây giờ thì mình sẽ cho một chút hành lá cắt khúc vào, kèm theo đó là ớt cay, sẽ trộn đều. Cuối cùng thì mình sẽ rắc vào một chút lá chanh thái chỉ. Sẽ trộn đều và tắt bếp. Bây giờ sẽ cho món ăn ra đĩa nhé. Qua vài bước thực hiện thì món măng xào với lòng gà đã hoàn thành, có mùi rất thơm, sẽ ăn khi còn nóng, măng giòn ngọt không bị đắng. Lòng gà đậm đà, giòn thơm và bùi. Có mùi thơm đặc trưng của lá chanh. Đây là một món ăn ngon về măng tươi. Khi kết hợp với lòng gà sẽ cực hấp dẫn và kích thích vị giác. Thì các anh chị và các bạn hãy thực hiện để thêm món và đổi vị cho các bữa cơm của gia đình thêm phong phú và hấp dẫn hơn. Bây giờ thì video thực hiện món măng tươi xào với lòng gà của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.